Nam nè, Nam đây mấy lúa miền Tây nè, dân mà tám ngày mấy này hàng viên bánh chín, mấy này định chạy lắm nha nè, đang chạy đắp trên nè hậu dày cây số miếng nặng luôn này, đang cắt gần núi Sập, đầu núi Sập Hội Sơn An Giang. Đây mấy anh máy bay sản xuất này, máy T-30 kêu đứng nhanh bơm quá bơm nhanh nè. Này dẫn ma 82 động cơ 4T98. Chúng này nè. Rồi bên này còn máy bay đang cắt cánh. Nói chung qua bờ